Nào, đây là 11 cách chó cưng của bạn nói tôi yêu bạn. Bạn có biết rằng, về cơ bản, chó cũng có cấu trúc não để tạo ra cảm xúc tương tự như con người không? Nhờ sự tương đồng nhỏ bé này mà chú chó của bạn có một số cách để bày tỏ tình yêu vô tận và sự biết ơn với bạn đấy. Nhưng trước khi bạn tìm hiểu những cách bày tỏ tình cảm này, đừng quên nhấn vào nút đăng ký và nhấp vào biểu tượng chuông để tham gia cộng đồng soi sáng nhé! Số 1. Nhìn thẳng vào mắt bạn. Các nhà khoa học Nhật Bản thuộc khoa Khoa học Động vật và Công nghệ sinh học tại Đại học Azabu cùng với các chuyên gia từ các trường đại học Nhật Bản khác đã thực hiện một nghiên cứu cho thấy chó phát triển kết nối cảm xúc mạnh mẽ với con người bằng cách nhìn chằm chằm vào mắt chúng ta. Cách giao tiếp thầm lặng này làm tăng mức độ hormone oxytocin ở cả chó và người. Các nhà khoa học cũng tin rằng loài chó đã học được phương thức giao tiếp giống con người này trong quá trình thuần hóa nhằm thắt chặt mối quan hệ của chúng với chủ nhân tương lai. Số 2. Mang đồ chơi tới cho bạn. Tất cả những người yêu chó đều biết người bạn này đam mê đồ chơi và những thứ để nhai khác đến mức nào. Vì vậy, nếu thấy chú chó của mình kiêu hãnh chạy đến với món đồ chơi yêu thích của chúng, hoặc thậm chí đẩy nó về phía trước một chút để khuyến khích bạn cầm lấy đồ chơi, bạn có thể chắc chắn rằng tình yêu mà chú chó này dành cho bạn thật sự mạnh mẽ và vô điều kiện. Điều này xuất phát từ sự gắn bó chặt chẽ của chó với bầy đàn của chúng. Trong mỗi đàn chó, chú chó đầu đàn sẽ được ăn trước, đối với chó cưng thì đó chính là bạn. Các chuyên gia khác xem đây là một lời tuyên bố về niềm tin vô tận. Dù thế nào thì đây cũng là một trong những hành động biểu hiện yêu thương quan trọng nhất của một chú chó đấy. Số 3. Ngáp khi bạn ngáp. Con người ngáp một cách dễ dàng và quá trình này có kết nối chặt chẽ với sự đồng cảm của chúng ta. Và hóa ra, bản chất của một chú chó ở đây cũng gần như vậy. Theo một nghiên cứu được thực hiện bởi Teresa Romero và các đồng nghiệp của cô tại Đại học Tokyo, ngáp cùng một lúc là dấu hiệu khác cho thấy thú cưng có tình cảm với bạn. Vì vậy, trong khi các nhà khoa học vẫn đang cố gắng giải thích hiện tượng thú vị này, bạn có thể tự làm một bài kiểm tra đơn giản để xem chó cưng có thực sự yêu mình không. Hãy thử ngáp và xem điều gì xảy ra nhé! Số 4. Ngủ với bạn. Chó là động vật sống bầy đàn, và mặc dù một số thói quen trong quá khứ của chúng đã mất từ lâu, chúng vẫn thích tận dụng hơi ấm từ cơ thể của bạn đồng hành. Nhưng điều đặc biệt quan trọng chính là chó rất dễ bị tổn thương khi ngủ. Do đó, nếu một chú chó chọn ngủ bên cạnh bạn, điều này có nghĩa là nó tin tưởng bạn hơn tất thảy. Vì vậy, đừng ngại để thú cưng ngủ bên cạnh, vì các nhà khoa học đã hoàn toàn tán thành việc đó. Theo một nghiên cứu năm 2017 được công bố trên Mayo Clinic Proceedings, ngủ với chó thực sự có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ, vì việc có thú cưng ở gần sẽ giúp bạn thư giãn hơn. Số 5. Vẫy đuôi. Chúng ta thường cho rằng vẫy đuôi là biểu hiện của sự thân thiện, nhưng các chuyên gia nhấn mạnh rằng nó có thể miêu tả một loạt các cảm xúc khác nhau. Tiến sĩ Carlo Siracusa từ Đại học Thú y Pennsylvania nói rằng vẫy đuôi là một ngôn ngữ đặc biệt mà loài chó sử dụng để giao tiếp với chúng ta. Nói chung, đó là một dấu hiệu cho thấy chó đang sẵn sàng tương tác và háo hức tham gia vào mọi hoạt động xung quanh. Tuy nhiên, tốc độ vẫy đuôi cũng tạo ra sự khác biệt đấy nhé. Vểnh đuôi lên và vẫy là biểu hiện của sự nhiệt tình và tự tin. Nhưng vẫy đuôi thấp hơn lại thể hiện sự lo lắng. Mặt khác, nếu chó vẫy đuôi cứng nhắc hoặc chậm rãi, đó là dấu hiệu báo động cho thấy chó đang căng thẳng và không có tâm trạng thân thiện. Số 6. Rướng cao lông mày và thè lưỡi. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Scientific Reports năm 2017 cho thấy chó tạo ra nhiều vẻ mặt hơn khi con người nhìn vào chúng. Chúng có thể rướn mày lên để làm cho đôi mắt trông to hơn, thè lưỡi ra
hoặc sử dụng một vũ khí bí mật mà không ai có thể cưỡng lại. Đôi mắt ướt van này. Vâng, đó là cách mà tôi mắc bẫy đó. Nhân tiện, một nghiên cứu khác được công bố trên tạp chí Science đã xác nhận rằng người bạn lông xù này không chỉ hiểu lời nói mà còn hiểu cả tông giọng của bạn. Vì vậy, chú chó nhà bạn chắc chắn rất thích những lúc bạn dùng tông giọng âu yếm đó. Mày ngoan quá đi, cưng thế không biết. Số 7. Âu yếm bạn. Không có gì có thể sánh với việc âu yếm chó cưng. Các nhà khoa học từ Đại học Azabu cùng với các chuyên gia khác đã xác nhận rằng chó cưng của bạn cũng rất thích điều này. Đối với chúng, những cái ôm là một liều thuốc giảm stress tuyệt vời. Ngoài ra, việc vuốt ve và nói chuyện với chó, dù chỉ vài phút, cũng sẽ làm tăng mức oxytocin cho cả bạn lẫn chó cưng. Nhưng nếu chó của bạn không thích âu yếm, thì đó có thể là do lịch sử và di truyền của giống chó này. Dù sao thì có một số loại chó được gây giống để làm thú cưng quấn quýt, còn một vài loại khác lại được dạy dỗ để có cá tính khác hẳn. Số 8. Dựa vào bạn. Như bạn đã biết, chó là động vật bầy đàn tự nhiên. Điều này khiến chúng luôn tìm kiếm sự gần gũi với bầy đàn của mình, và bạn hiển nhiên là một thành viên trong đàn. Các chuyên gia tin rằng những con chó dựa vào chủ của chúng để tìm kiếm sự ủng hộ về tinh thần và thể chất, nghĩa là chúng coi chủ nhân của mình là người bảo vệ và an ủi chúng. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Science cho biết, chó sẽ trải qua quá trình giải phóng hóa chất thần kinh tích cực khi ở cạnh người chủ mà chúng yêu. Và một số bác sĩ thú y chắc chắn rằng loài chó thường cố gắng thắt chặt mối liên kết này thông qua xúc giác. Vì vậy, dựa vào bạn là một dấu hiệu cho thấy lòng tin tuyệt đối. Số 9. Để bạn chạm vào đầu. Các chuyên gia huấn luyện chó, bao gồm Sarah Bartlett từ Hound Helpers Limited, chắc chắn rằng bạn không bao giờ nên giơ tay lên đầu chó và đừng cưng nựng chúng theo cách này vì loài chó coi đó là một cử chỉ đe dọa. Vì vậy, nếu bạn nhận thấy chú chó của mình không hề tỏ ra chịu đựng mà còn tận hưởng và nhắm mắt tỏ ra thích thú, chắc chắn là nó cũng yêu thương bạn rất nhiều. Chỉ cần nhớ là đừng làm thế này với một chú chó lạ mà bạn mới gặp lần đầu. Tốt nhất là hãy để chúng có chút thời gian để quen với sự hiện diện của bạn đã. Số 10. Bình tĩnh nhìn bạn rời đi. Nếu chú chó của bạn cảm thấy bình tĩnh khi bạn rời khỏi nhà, đây là dấu hiệu cho thấy người bạn lắm lông này tin tưởng bạn và biết chắc chắn rằng bạn sẽ quay về. Tuy nhiên, không phải mọi chú chó đều may mắn không phải trải qua chứng lo âu xa cách hoặc tương tự như vậy. Nếu chó của bạn quá gắn bó với bạn và tỏ ra cuống quýt khi bạn rời đi, hãy xem xét việc đó nghiêm túc và đưa nó tới bác sĩ thú y. Các chuyên gia cũng cho rằng bạn nên làm những việc mà bạn thường làm trước khi rời khỏi nhà rồi ở lại. Sau đó, khi chú chó đã đỡ lo lắng hơn khi nhìn thấy những việc bạn thường làm trước khi rời khỏi nhà, hãy thử ra ngoài một lúc ngắn, rồi dần dần đi lâu hơn. Điều quan trọng nhất là đừng bao giờ rời đi khi thấy thú cưng đang căng thẳng. Ngoài ra, hãy thưởng cho chúng nếu chúng có thể bình tĩnh chờ bạn quay về. Số 11. Phát điên khi bạn quay lại. Đã có một loạt các thí nghiệm được thực hiện bởi các chuyên gia của khoa môi trường và sức khỏe động vật của Đại học Khoa học Nông nghiệp Thụy Điển. Và những thí nghiệm đó đã chứng minh rằng sự chào đón nồng nhiệt và hào hứng của chó cho thấy chúng yêu thương bạn tràn trề. Khi bạn trở về nhà, cảm xúc của chó bắt đầu thực hiện một số quá trình nhất định trong cơ thể. Nhờ đó, làm tăng lượng hormone oxytocin và giảm hormone cortisol gây căng thẳng. Vì thế, khi về nhà, đừng quên thể hiện tình cảm với chó bằng cả lời nói và hành động nhé. Bằng cách này, nồng độ oxytocin cao sẽ được duy trì lâu hơn nhiều. Ồ, và đây là một dấu hiệu nữa. Số 12. Nếu chú chó của bạn thực sự có thể nói "tôi yêu bạn" và thậm chí còn nói bằng tiếng Việt nữa, thì bạn đang nuôi một chú chó vô cùng phi thường đấy. Hơn nữa, bạn có khả năng sẽ kiếm được 1 tỷ lượt xem trên YouTube. Thật luôn! Vậy chó cưng của bạn bày tỏ tình yêu như thế nào? Hãy kể cho chúng tôi biết trong mục bình luận ở dưới.
Bạn cũng đừng quên nhấn thích video này, chia sẻ với bạn bè và nhấn vào đăng ký. Hãy luôn theo dõi Soi Sáng nhé!